Xin kính chào quý khán thính giả của đài IBC. Ngày hôm nay, Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Phật giáo Điều Ngự sẽ xin kính mời quý vị theo dõi một bài sinh hoạt của Trung tâm qua những cái lớp học tại Boys and Girls Club of Westminster, cách Chùa Điều Ngự một căn. Và xin quý vị coi như là đang tham dự những lớp học này, bởi vì các lớp được thu hình tại chỗ. Và trước hết là lớp Light Dance của luật sư Phùng Thu Cúc phụ trách, và sau đó là lớp Khí Công do thầy Phước phụ trách với sự trợ giúp phụ của anh Vũ, là một thành viên của ban điều hành của Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Phật giáo. Anh Vũ là trưởng khối kỹ thuật của Trung tâm. Xin kính mời quý vị theo dõi. Thank you.
Xin cảm ơn quý vị đã tham dự hai buổi sinh hoạt của Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Phật giáo Đường Ngự. Và xin quý vị trở lại trong giây lát. Chúng tôi sẽ xin trình tiếp tục những lớp học kế tiếp.